channel của Phúc Quanh Vlog nha. Và hôm nay á, Quanh nấu nồi lẩu để ăn mừng 2K xích nha các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đồng hành, đã xem video ủng hộ cho Quanh nha. Và Quanh cũng mong là cả nhà sẽ ủng hộ Quanh trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ á, nồi lẩu Quanh cũng sôi rồi á, Quanh sẽ thả cá vô. Trong cái lúc nấu á, Quanh nấu cũng hơi vụng về cho nên cũng không có quay rõ cho cả nhà xem. Hôm nay Quanh sẽ ăn cùng với hai đứa em xuất quê của Quanh. Mình mua cái bịch lẩu ở trong Bách Hóa Xanh đó cả nhà. Cái bịch lẩu pha sẵn luôn. Tại vì Quanh dụng về nấu ăn chứ dở. Mình dụng về không dở nha. Tính mình nấu không? Có thể nấu không? Cậu vô ăn nó nghe dụng mày nhớ chưa? Bánh xếp Hàn Quốc lúc nãy con chiên mà cả nhà ăn cái bánh xếp trong này là như cơm chứ thật.
quay video tới đây không nè cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video của anh, nhớ like và subscribe cho anh nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà nữa.